Rồi, mình sẽ đến với những ca khúc gì đây? Ok, chào các bạn đã đến với video Hát hay như ngôi sao. Và tiếp tục mình sẽ đu dây điện với Bùi Anh Tuấn nè. Ok, mình rất thích hát nhạc của Bùi Anh Tuấn. Dù thiên hạ có dù dập như thế nào đi nữa, mình sẽ hát bài hát của Bùi Anh Tuấn. Mình sẽ tập luyện, mình sẽ rèn luyện, mình sẽ la chuột bạch để thí nghiệm những cái kỹ thuật hát độc đáo của mình, để rồi mình chia sẻ lại cho mọi người. Bạn nào bấm like, đăng ký kênh của mình và thường xuyên theo dõi kênh của mình thì bạn đó sẽ có được những cái giá trị tuyệt vời trong tương lai. Thề. Ok, và bài sau đây là ca khúc của Bùi Anh Tuấn, ca khúc Mơ Hồ. Bài này mình quay hồi xưa, mình quay rồi nên quay lại hồi xưa là mình hát kỹ thuật, là mình hướng dẫn cho các bạn cái kỹ thuật gọi là mở khoảng vang, còn giờ là mình áp dụng vô mix voi mình chơi luôn. Hôm nay mình sẽ chơi full voi, full mix, chơi luôn các bạn nha, để cho người ta nói là giọng mình yếu yếu thì mình sẽ cho các bạn thấy mình hết yếu. Hồi xưa là mình hướng dẫn cho các bạn về kỹ thuật gọi là mở khoảng vang và cách tìm ra mid voi, để các bạn có thể dễ tìm được mid voi mà mình hát. Chủ yếu là mình hát hát mid là nhiều ở kỹ thuật này, và hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn full mid đó. Rồi, hy vọng là bài này nhiều người sẽ comment chữ vô ở đây. Tiếp tục các bạn. Dư luận vô hoành tráng nè, vô nè tập hát thôi bà con ơi. Mơ hồ nha, vô nha. Ngồi nhìn xa xôi, một mình trong bóng tối, chỉ một mình tôi. Lạnh lùng có gió buốt bao nước mắt rơi, nhẹ đắng khóe môi, rồi một ngày nữa lại trôi. Ngồi tìm ai đây, giật mình anh chưa biết mình tìm ai đây. Rồi nhẹ nhàng gom lấy chua đít bóng đêm, tìm phút ấm êm, một ngày đông đến tìm ai. Chợt về giữa sương mơ, loay hoay anh ngỡ như đang mơ em. Ngày nào vẫn hoang sợ ai biết, cứ mong chờ. Rồi khi bóng đêm tan, mong mong giữ lấy giấc mơ đang tan dần. Mình bơ vơ tìm nỗi nhớ mơ. Ok, hôm nay mình chơi full mid, full mid, mid voi. Rồi bạn nào muốn tập full mid voi để hát mơ hồ thì bay vô đây. Mình còn một cái kỹ thuật nữa là full voi. Mình còn làm nữa, video này mình còn làm nữa, yên tâm đi. Còn làm cái mình đi từ từ, đi từng bước thôi, cho các bạn cảm nhận từ từ, chứ đâu ra mà đùng một cái cho một đống vô kỹ thuật một cái rồi nó ngợp không đâu vào đâu, tìm không ra được lối thoát. Mình đi từng cái à, chết mít nè, hết mít nè, giờ là full mít nè, xong rồi một full voi. Vui không vui? Rồi giờ mình vô nè, hôm nay hát full voi nghe thoải mái ha, nghe nghe ổn à. Rồi vô. Full voice là giọng mid nè, full mid chứ. À, mid voice là nguyên cái bản mặt của mình rồi đó. Thì nó có xoang cằm, xoang miệng, xoang má, xoang trán. Ok. Xoang gương mặt. Thì hơi thở nó sẽ tác động toàn bộ cái xoang trên gương mặt. Nó gọi là xoang mặt nạ. À, xoang mặt nạ nó rung rầm rập lên, nó rung toàn bộ, nó rung đầy đủ luôn, nó rung hết. À, thì nó gọi là full mid. À, full mid chuyên trị các bài hát, tất cả các bài hát. Bài nào hát được á, full mid mà là có head mid nè, chuyên trị nốt cao nè, chest mid nè, chuyên trị nốt thấp, mid mid nè là chuyên trị nốt xuống, mid mid là giọng cái heo á, đâu giọng cái heo á, mid mid ở giữa. Ok. Rồi, vô nào, giờ mình vô lại câu đầu tiên nha.
hơi thở tác động lên rồi. Mà các bạn để ý phần cầm nè, đó là phần 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 giúp cho cái full mid nó trở nên dày dặn, đầy đặn hơn á. Nó không bị, nói chung là nó, cái cầm này nó sẽ kéo cái head mid xuống để cho head mid nó, để cho nó trở thành full mid á. Nó kéo xuống giùm em. Ok, giúp. Ngồi nhìn xa xôi, từng câu nha, từng chữ cho các bạn quen nè. Ngồi nhìn xa xôi, một mình trong bóng tối, chỉ một mình tôi. Lạnh lùng có gió buốt bao nước mắt rơi, nhẹ đắng khóe môi, rồi một ngày nữa lại trôi. Giống như mình đang ngậm cái chữ ô, chữ ơ trong miệng á. Rồi một ngày, tại những bài này ô không à. Lạnh lùng có gió, lạnh lùng có gió buốt, lạnh lùng có gió buốt bao nước mắt rơi, nhẹ đắng khóe môi, rồi một ngày nữa lại trôi. Đó, ôi rồi một ngày nữa lại trôi. Tiếp. Ngồi tìm ai đây, giật mình anh chưa biết mình tìm ai đây. Rồi nhẹ nhàng ôm lấy chua đít bóng đêm, tìm phút ấm êm một ngày đông đêm, tìm ai. Thấy chưa, cẩn thận nha các bạn. Mình hát là mình phải cẩn thận, đừng để rớt cái mic dôi ra ngoài. Hơi thở phải luôn rồi rồi luôn làm. Không rớt mic ra ngoài nha. Tươi, quá tươi. Rồi, ta thấy là câu đó nha. Ngồi tìm ai đây, vô. Các bạn từ từ thôi, đi những cái nốt thấp như vậy để các bạn làm quen với cái cách hát với âm thanh full mid. Đúng rồi. Rồi sau đó là từ từ mình vô điệp khúc sao, mình chinh phục nốt cao sao, nốt thấp trước đi vừa vừa thôi. Nốt thấp cũng phải full mid đấy. Vô. Ngồi tìm ai đây, giật mình anh chưa biết mình tìm ai đây. Rồi nhẹ nhàng gom lấy chua đít bóng đêm, tìm phút ấm êm một ngày đông đến, tìm ai. Rồi, ok nha, tiếp luôn. Chợt về giữa sương mơ, loay hoay anh ngỡ như đang mơ em. Ngày nào vẫn hoang sợ, ai biết cứ mong chờ. Rồi khi bóng đêm tan, hoang mang giữa ấy giấc mơ đang tan dần. Khi ai lang thang một mình bơ vơ, tìm nỗi nhớ mơ. Hát thoải mái dữ ta. Ok, chợt về ha. Chợt, mình hát từng câu nè, để cho các bạn có cảm giác nè. Chợt về chợt về giữa sương mơ, chợt về giữa sương mơ, chợt về giữa. Nà, nhớ nha, xoang cầm không lên cao. Mà thường là nếu mà các bạn mà không có xoang cầm á thì các bạn sẽ bị kéo lên xoang trán với xoang má, tại vì quy tắc vận hành của cơ thể là khi đụng tới cái cao độ đó, để đạt được cái nốt đó, vị trí âm thanh đó nó phải vang lên. Thì nếu như mà các bạn chưa có kỹ thuật á, thì các bạn lại sử dụng head mic ha, head mic rồi bị tattoo, bị chữ. Ok, ông thầy này, ông thầy nọ, ông thầy kia, vui mà. Rồi, xong rồi, nếu mà mình có kỹ thuật, mình kéo cái xoang cầm xuống, đó, thì nó sẽ ra được full mic ha, thì nó sẽ âm thanh nó sẽ dày hơn, sẽ chắc nịch hơn. Vô. Hỏi chợt về giữa sương mơ, sương mơ hơi tác động lên cả cái mặt nè. Mơ, nhưng mà nhớ xoang cầm nha. Mơ, loay hoay anh ngỡ
ý kỹ, rớt âm thanh là rộng. Đừng để rớt âm thanh là được, không có gì đâu khó. Ngày nào vẫn, à, ngày nào vẫn, nhớ chữ vẫn nha, vẫn, hạ cái đặt thư xoan cầm. Ngày nào vẫn hoang sợ ai biết, ai biết. Đó, vàng tè loè, vàng quá chị vàng. Nhớ nè, ngày nào vẫn hoang sợ ai biết, cứ mong chờ. Rồi khi mong đêm tàng, hoang mang giữ lấy. À, hoang mang giữ lấy. Rồi, ngày nào vẫn hoang sợ. Ở đâu? Rồi khi, rồi xì bóng lộn. Rồi khi mong đêm tàn, hoang mang giữ lấy, giữ lấy. À, chứ nó bị kéo lên mid rồi, nó kéo lên hết mid đó. Rồi cuối cùng mình giữ nè, hoang mang giữ lấy, hoang mang giữ lấy. Nhưng mà nó phải có hết mid trong đó, nó phải full mid nó lên được trên đây. Chứ không thôi mà nó chỉ có chef mid thôi là giọng của bạn banh. Banh. Giọng banh liền ngay lập tức. Chịu không nổi đâu, áp lực không nổi đâu. Tại vì nó cao thì bắt buộc vị trí âm thanh nó phải lên. Mà lên thì bắt đầu nó phải chạy lên đây. Còn mình cái này mình đang sử dụng kỹ thuật để mình cân bằng được nốt cao với nốt thấp lại với nhau, để nó tạo nên cái tần số cao, tần số thấp á, để tạo nên cái âm nó vừa dày mà lại vừa cao. Kỹ thuật này khó lắm các bạn. Hơi thở, khoảng vang vân vân cực kỳ phải tốt. Ok. Hoang mang xưa lại, hoang mang xưa lại, giấc mơ đang tan dần. Khi ơi, khi ơi, khi ơi, lang thang một mình bơ vơ tìm nỗi nhớ mơ. Rồi đó. Thì cái đó là cái mà bạn sử dụng full mic. Nhưng mà ai đời đâu mà vô mà hát gào kiểu đó mà bài hát nó hay, đâu có hay được đâu. Không có hay, bài hát hát mà theo kiểu mà giống như là muốn chữ vô bên tai người ta vậy đó. Hát phải có tình cảm. Tình cảm nhẹ nhàng, tình yêu thương. Hay là dằn xé nội tâm thì nó cũng chỗ nào cần dằn thì dằn, chứ đâu phải là mình hát được cái nốt đó và hát hay cái nốt đó là hai cái yếu tố nó khác nhau. Mà nãy giờ là mình đang hát được chứ đâu phải hát hay đâu. Đây, bây giờ mình sẽ quay lại một lần nữa, bây giờ mình sẽ hát hay ha. Rồi, ngồi nhìn xa xôi. Hát hay là sao? Là sao để hay? Với cái kỹ thuật đó kèm thêm một cái cảm xúc hiểu bài, cảm xúc da diết, cảm xúc tình cảm, nói chung là một cái sự hiểu bài, một cái sự tình cảm, một cái sự nức nở trong giọng hát. Mình mix nó vào trong cái kỹ thuật đó và hòa trộn nó. Không chỉ là mix cái giọng, khi mình full mix được rồi, bây giờ mình phải full giọng, full voice. Tào lao á, là full mix cộng vô cái kỹ thuật, cái cảm xúc của mình, sự hiểu bài của mình, sự đồng cảm, sự trải nghiệm, sự da diết, sự nức nở. Đó thì nó mới được bài hát nó hay. Giờ mình vô nè. Không phải lúc nào cũng gào hát nó mới hay nha các bạn. Cẩn thận. Các bạn gào hát, các bạn hát là hát gì ta? Các bạn hát like được, hát like ta chăm trước ta cho qua. Chứ còn bạn mà hát vô phòng thu mà bạn gào thét thử coi, kỹ thuật viên phòng thu đuổi ra khỏi phòng. Ok. Tình cảm nè. Ngồi nhìn xa xôi, một mình trong bóng tôi, chỉ một mình tôi. Lạnh lùng có gió buốt bao nước mắt rơi, nhẹ đắng khóe môi, rồi một ngày nữa lại trôi. Ngồi tìm ai đây, giật mình anh chưa biết mình tìm ai đây. Rồi nhẹ nhàng gom lấy chua đít bóng đêm, tìm phút ấm êm, một ngày đông đêm tìm ai. Chợt về giữa sương mơ, loay hoay anh ngỡ như đang mơ em. Ngày nào vẫn hoang sợ ai biết, cứ mong chờ. Rồi khi bóng đêm tan,
Đó, hát vậy mới tình cảm chứ hát sao mà cứ đừng có gào thét nha các bạn ơi. Mình thấy ai mà hát gào thét cái bài mà không hiểu gì cái bài đang nói gì cái gì hết, mình thấy mình sót cái bài lắm. Đó, hạn chế là không gào thét nha. À, nắm kỹ thuật đi, nắm kỹ thuật là từ từ mình sẽ kết hợp kỹ thuật và cảm xúc vào. Nhưng mà kết hợp được thì kết hợp luôn đi, chứ đừng có từ từ gì hết, chờ đợi. Sống không chờ đợi, kết hợp luôn đi. Rồi nó tới đâu thì nó tới, nó xước thì mình hạ tông. Rồi mình tập, hay là mình tập kỹ thuật lên dần dần rồi mình vô bài sau cũng được. Mình mở quãng giọng ra, nó hợp với bài này. Còn nếu mà không, quãng giọng nó chưa có đủ thì mình hạ tông. Mình làm có nhiều cách lắm để có thể hát được ca khúc này. Không nhất thiết là đu dây điện mà cứ gào thét lên nha, rồi hư cổ họng, hư giọng, dục luôn cái cổ họng ra ngoài. Rồi, bây giờ vô tăng tông nè. Ok, full mic, mic. Trần về giữa sương mơ, lấy hoài anh mơ như đang mơ em. Ngày nào vẫn hoang sơ, ai biết cứ mong chờ. Rồi khi bóng đêm ta mang mang sương ấy, giấc mơ đang tan dần khi ai lang thang một mình. Đó, lên tông quéo 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 quéo. Ok, có vậy thôi. Rồi các bạn còn muốn gào ghét hú hí như nào thì các bạn tiếp tục tập luyện tiếp, để khi nào cái mix, cái full mix của mình nó chuẩn, cái mix voice của mình á nó chuẩn rồi thì các bạn lên thoải mái luôn, không có gì trơn á. Nhưng mà cái lực hát của mình, cái hơi thở và cái mid voice nó phải hòa vào một. Rồi giọng hát của bạn phải thả lỏng được. Thả lỏng đừng có căng. Hát càng lên cao mà càng căng là tắc thở. Ok. Lại lần nữa nha. Chợt về giữa sương. Đơn giản không? Nén. Chợt về giữa sương mơ. Có gào mà mơ, mơ. Âm thanh vang, vang, rung mặt. Chợt về giữa sương mơ, lời hoài anh mơ. Gồng nghiến hừ, lời hoài anh mơ. Khúc này mà không gồng sao được trời. Đô thăng năm rơi giáng chiêu mà không gồng lên sao mà hát. Mà miễn sao người thoải mái được rồi. Lấy hoài anh ngỡ như đang mơ em, mơ em, mơ em, mơ em. Đó, chuyển mơ em. Ok, gán đọc câu đó nha. Ngày nào vẫn hoang sơ, ai biết. Được chưa? Từ 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 cái chữ sơ mà ai biết nó phải một liền luôn. Vẫn hoang sơ ai, vẫn hoang sơ ai biết cứ. Đó. Nếu mà chữ cứ này mà bạn không vang được ở dưới sân cầm là thua. Nếu mà không vang được âm thanh nó không có thoát ra. Không thoát ra là lúc đó là nó tịt cổ họng lại. Cứ no. Cứ ngày nào vẫn hoang sơ ai biết cứ. Cứ thấy không? Còn mở ai biết cứ. Nó đạt chữ cứ. Còn nếu như vậy là mình đang là mình không có mở được cái khoảng vang như thế nè. Ai biết cứ. Cứ thấy chưa? Cái khoảng vang quan trọng chưa? Gắng tập mở khoảng vang nha, thì mình mới hát được bài này nha. Hát hay bài này. Còn hát được thì gào đi, ai có giọng cao thì cứ gào đi rồi hát được thôi. Nhưng mà hát được thôi, không hay nổi đâu. Rồi nha. Ai biết cứ mong chờ. Câu tiếp tục nè, mình câu tiếp theo nè. Rồi khi mong
rồi khi mong, rồi khi mong đêm tan, đêm tan hoang mang xứ lối. Chữ lấy gì chữ cứ luôn, mở cái khoảng vang dưới cầm lên, hạ ra, nhấc lên, gò má lên, nó nhảy lên trên, phải không? Hoang mang xứ lối, giấc mơ đang tan sờn, khi ơi, một tí nước nở, khi ơi, đó, nước nở, khi ơi, khi ơi, nước nở là chút xíu, tình cảm, cảm xúc mà. Rồi tiếp tục câu thứ hai nha, các bạn tập từ từ với mình từng câu, chứ mình làm cái ào một cái xong rồi mình kết thúc chương trình cái, còn gì, mọi người tập được cái gì đâu, đúng không? Từ từ, là chữ lan nè, đẩy hơi lên nè. Đó, trước khi hát nó phải có một cái lực nén. Đó, lưỡi nè, mở khoảng vang ở dưới đây à. Mở vùng hàm ít thôi, chính xác luôn. Giờ mình rung luôn lỗ tai luôn. Lang thang, rồi nha, vô. Lang thang một mình bơ vơ, lang thang một mình bơ vơ. Lại nè. Lang thang một mình bơ vơ, tìm nỗi nhớ. Mơ. Đi dán nè, sẽ kỹ trắng. Lên tấm rồi mẹ, khúc sao mình lên nữa. Mình lên thôi. Đúng rồi, mình lên một tông luôn á. Mình lên sau anh thăng thứ mà đúng tông. Mì dán. Mình tới mì dán à, hết rồi. Mì dán không cao đâu các bạn ơi, có nhiều bài cao lắm, giống như bài Sigon nè, đó, bài Sigon lên tới son. Chứ không phải mì dán đâu nha. Hẹn gặp các bạn vào một ngày nào đó đẹp trời, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn bài Sigon. Còn giờ là bài Mơ Hồ. Ok, xong rồi đó mọi người ơi, hết rồi. Hết bài rồi, không có đọc rap, bài này không có đọc rap, nếu có đọc rap thì mình cũng sẽ đọc luôn. Ok. Rồi đây là một ca khúc rất là khó ha. Thì để mà đưa đu dây điện được bài này thì các bạn cũng chỉnh chu nè, chỉnh chu về mặt kỹ thuật, chỉnh chu về mặt cảm xúc, mix lại ca lại với nhau để thì nó tạo thành một bài hát hay. Thì đó là một cái quá trình rèn luyện, thì đây là những cái rất là basic thôi, cơ bản thôi, để các bạn có thể hình dung một cái khái quát nào đó về tập kỹ thuật thanh nhạc. Thì để hát được bài này thì hơi thở nó phải làm việc cực lực như thế nào, rồi khoảng vang phải là cực lực như thế nào, khoảng vang tập mid voice là như vậy đó hả, rồi xong biết sơ sơ rồi. Còn cha nội nó hát được nè, ok, ví dụ mình muốn hát bài này thì liên hệ ổng đi đó, ví dụ vậy đó. Mình cũng dạy thanh nhạc nha các bạn, chứ không phải là mình lên đây mình thấy nó xàm nó nhảm nha. Ok, mình dạy thanh nhạc nên các bạn nào cần học thanh nhạc có thể hát, muốn hát bài này hay ho đó, thì liên hệ mình dạy từng bước cho các bạn, chứ các bạn đừng có nhảy đùng vô một cái là hoang mang ngày qua ngày gió thét cao. Còn bài đó nữa, quên, Bữa Tuấn có bài đó nữa, thi The Voice, bài đó thi The Voice hay ha. Hay, cũng cao gáo, quéo như lên tới son trên đó. Bữa nào mốt mình chơi bài đó không? Không nào mình chơi bài đó ha. Ok rồi, chúc các bạn có một ngày vui vẻ, làm việc nhiều năng lượng, thành công trong cuộc sống, hát hay hơn. Ok, cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại, bye bye.